Chào mừng các bạn đến với kênh của Huy Nà Phái. Trong video này tôi sẽ giới thiệu 20 cảnh đẹp Tây Bắc hùng vĩ nhất định phải biết đến. Mời các bạn cùng tôi tìm hiểu. Rừng núi Tây Bắc hoang sơ, trữ tình luôn lưu luyến bước chân du khách mỗi khi ghé thăm nơi đây. Không phải tự nhiên cảnh đẹp Tây Bắc dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Nét đẹp trầm mặc của cảnh núi rừng Tây Bắc còn là cảm hứng sáng tác của nhiều thi sĩ, nghệ nhân. Mù Cang Chải. Tọa lạc trên những vùng đất cao, trù phú, cảnh đẹp vùng cao Tây Bắc không nên bỏ qua khi đi du lịch phải kể đến là Mù Cang Chải. Đứng tại nơi đây, bạn có thể ngắm nhìn sắc nước hương trời cùng nét đẹp trải dài của những thửa ruộng bậc thang. Mù Cang Chải xứng đáng là một trong những địa điểm du lịch Tây Bắc bạn phải ghé thăm. Bảo tàng Điện Biên Phủ. Không chỉ được biết đến là địa điểm du lịch lý tưởng, Tây Bắc còn là chứng nhân lịch sử cho chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 hào hùng của dân tộc Việt Nam. Phong cảnh Tây Bắc được ưu ái ban cho vẻ đẹp nên thơ cùng núi non, thác nước hùng vĩ là nơi thiên nhiên vẫn còn giữ nguyên dáng hình hoang sơ của nó. Bản Mòng là một trong các điểm du lịch Tây Bắc hấp dẫn du khách đến nao lòng mỗi khi ghé thăm. Nơi đây thực chất là địa điểm du lịch sinh thái nằm ở tỉnh Sơn La. Tại Bản Mòng, vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc được khắc họa rõ nét qua hình ảnh những dãy núi nhấp nhô, các sườn đồi trồng cà phê, mận mơ. Đặc biệt vào tiết xuân, cảnh đẹp hoa ban Tây Bắc có thể được chiêm ngưỡng rõ nét trên những sườn đồi trải dài, đua nở trắng rừng. Mai Châu, phong cảnh Tây Bắc thanh tĩnh, yên bình được miêu tả rõ nhất tại địa danh Mai Châu thuộc tỉnh Hòa Bình. Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ một trong năm cảnh đẹp Tây Bắc này vì không chắc bạn có thể quay lại đây để trải nghiệm trong thời gian sớm. Mai Châu sở hữu riêng cho mình vẻ đẹp hoang sơ mà không phải nơi nào cũng có. Bạn có thể tham quan những hang động nổi tiếng tại đây như hang Triều, mỏ Luông. Hang Tiên Sơn, Tây Bắc là khu vực có nhiều hang động tự nhiên còn giữ được nét đẹp vốn có của nó. Đặc biệt phải kể đến là hang Tiên Sơn kỳ bí và rộng lớn. Ghé thăm cảnh đẹp vùng Tây Bắc mà quên tham quan nơi đây thì thật đáng tiếc. Hang động gồm 36 cung, nối tiếp qua hai sườn núi, càng tiến sâu vào hang thì không gian càng rộng. Bạn sẽ có kỳ nghỉ đáng nhớ tại vùng đất có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, nền văn hóa đặc sắc Tây Bắc này. Đèo Khao Phạ. Con đường đèo Khao Phạ thuộc địa phận tỉnh Yên Bái là nơi dẫn đến Mù Cang Chải. Vi vu trên cung đường đèo Khao Phạ đem đến cảm giác mới mẻ, đặc sắc khi được tận mắt ngắm nhìn mây trời bao quanh đỉnh núi. Đặc biệt cảnh đẹp mùa xuân Tây Bắc tại đây như xứ sở thần tiên mà ít ai có thể chứng kiến. Thị trấn Sapa, cái tên đứng đầu trong những địa điểm du lịch Tây Bắc quen thuộc mà hầu như du khách đến thăm nào cũng biết chính là thị trấn Sapa. Nơi đây nổi tiếng không chỉ bởi cảnh đẹp Tây Bắc tuyệt vời, Sapa còn có nền văn hóa đa dạng cùng những người dân mến khách. Trải nghiệm khí hậu mát mẻ quanh năm tại thị trấn Sapa sương mù là điều nhiều người ao ước. Hồ Thác Bà là điểm du lịch Tây Bắc bạn nên thử đặt chân đến một lần trong đời. Bạn sẽ được thả hồn vào thiên nhiên non nước hữu tình khi du ngoạn tại đây. Ngoài ra, nếu có thời gian, bạn hãy tham quan hang động Thủy Tiên và dãy núi cao biển dãy núi lớn của Hồ Thác Bà vào mùa xuân. Bởi vì lúc này khí hậu tươi mát, sắc trời trong lành, cảnh vật trữ tình. Núi Hàm Rồng, nếu bạn muốn đắm chìm vào khung cảnh hoang sơ ít ai biết đến khi du lịch Tây Bắc Việt Nam thì hãy ghé thăm núi Hàm Rồng. Nơi đây chỉ mới được biết tới thời gian gần đây nhưng cũng thu hút rất nhiều du khách tham quan. Đèo Pha Đin là một các địa điểm du lịch Tây Bắc dành cho những người yêu thích mạo hiểm. Bên cạnh vẻ đẹp nên thơ của cảnh đẹp Tây Bắc bao quanh cung đường, nó cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người tham quan bởi những dốc cua dựng đứng. Bên cạnh đó, con đèo được mây bao phủ quanh năm và có thể nhìn thấy những ngôi làng dưới chân đèo. Đèo Ô Quy Hồ, những điểm du lịch Tây Bắc hùng vĩ bậc nhất bạn không nên bỏ lỡ phải kể đến là đèo Ô Quy Hồ. Cung đường dài gần 50 km này thu hút đông đảo du khách tham quan hàng năm. Chính bởi được thiên nhiên ưu đãi cảnh đẹp Tây Bắc nên thơ nên khi đứng trên đỉnh đèo, du khách có thể ngắm trọn cảnh sắc đất trời bình yên cùng không khí trong lành, dễ chịu. Núi Cô Tiên là cái tên nằm trong danh sách các địa điểm du lịch ở Tây Bắc nên ghé thăm một lần trong đời. Với độ cao 1.600m, núi Cô Tiên được xem là ngọn núi lớn nhất ở huyện Bắc Hà. Từ trên sườn núi có thể bao quát toàn cảnh Tây Bắc hùng vĩ. Đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh tại đây nên thơ hơn bao giờ hết với ánh nắng ráng vàng như rót mật. Bạch Mộc Lương Tử, các điểm du lịch ở Tây Bắc luôn níu kéo bước chân du khách mỗi khi dừng chân. Tại ranh giới giữa hai xã Xin Suối Hồ, Lai Châu và xã Sàng Ma Sáo, Lào Cai là nơi tọa lạc của đỉnh Bạch Mộc Lương trầm mặc. Đây là một trong những đỉnh núi cao nhất của vùng cao Tây Bắc.
Nơi đây cũng thử thách du khách bởi những cung đường hiểm trở, những con dốc cao và nhiều con đường dọc theo núi đá treo leo, nguy hiểm. Động Hoa Tiên. Động Hoa Tiên được mệnh danh là cảnh đẹp miền núi Tây Bắc bậc nhất. Nằm trong lòng dãy núi đá vôi nên hang động giữ được nét đẹp tự nhiên vốn có của mình. Đặc biệt với hệ thống ánh sáng được lắp đặt mờ ảo bên trong hang, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị nhất khi ghé thăm Động Hoa Tiên. Đèo Thung Khe. Du khách lần đầu đến với đèo Thung Khe chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi cảnh đẹp miền Tây Bắc hùng vĩ tươi đẹp bao quanh đèo. Đây là địa điểm ghi dấu nhiều chuyến tham quan thú vị của du khách. Nhiều người bị choáng ngợp bởi khung cảnh thần tiên tại con đèo này. Nơi đây có những cung đường uốn lượn quanh co cùng mây mù bao phủ dày đặc quanh đèo. Xím Vàng là một trong những thắng cảnh Tây Bắc có lượt du khách tham quan hàng năm nhiều nhất. Nơi đây được ban tặng nhiều cảnh vật tự nhiên nên thơ, trữ tình không khác tiên cảnh. Bạn sẽ ngắm trọn khung cảnh vàng đượm của lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang độc đáo. Đặc biệt vào tháng 3, táo mèo ra hoa nở trắng cả khu rừng khiến bất cứ ai thấy chúng đều không khỏi nao lòng. Hang Thẩm Khuyên, rừng núi Tây Bắc luôn ẩn chứa nhiều vẻ đẹp hoang sơ ít người biết đến, trong đó có hang Thẩm Búa. Nơi đây vẫn lưu giữ được hình dạng vốn có với nét đẹp nguyên sơ do chưa có sự tác động của con người nhiều. Với kết cấu rộng lớn bên trong lòng hang, giữa hang có một phiến đá to và bằng phẳng cùng vách đá, trần đá, nhũ đá. Tất cả đều góp phần vẽ nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp. Một trong những cảnh đẹp Tây Bắc bạn chắc chắn nên ghé thăm chính là Động Sơn Mộc Hương. Nó còn có tên gọi khác là Hang Rơi, là một trong những hang động đẹp nhất tại tỉnh Sơn La với diện tích khoảng 6.915 m². Để tới được cửa hang, bạn cần leo hết 240 bậc thang. Khung cảnh trong lòng hang chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp vì vẻ đẹp hùng vĩ cùng cảnh quan độc đáo. Cao Nguyên Mộc Châu. Địa điểm du lịch cảnh đẹp Tây Bắc chắc chắn bạn phải đặt chân đến một lần trong đời chính là Cao Nguyên Mộc Châu. Không khí tại đây luôn mát mẻ, dễ chịu dù cho là vào mùa hè, nhiệt độ trung bình chỉ 20 độ C và mùa đông khô ráo. Mộc Châu sẽ là nơi dừng chân lý tưởng của nhiều du khách tham quan và trải nghiệm. Khi tới Mộc Châu, bạn còn có cơ hội tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng như các di tích lịch sử, rừng thông, Động Sơn Mộc Hương. Nếu bạn muốn được hòa mình vào các lễ hội đặc trưng của người dân Tây Bắc thì không thể bỏ qua cảnh đẹp Tây Bắc Thác Giải Yếm. Nơi đây vẫn còn giữ nhiều nét đẹp hoang sơ, bí ẩn chưa được khám phá. Đặc biệt bạn sẽ được trải nghiệm các lễ hội sên bản, sên mường đặc sắc. Chắc chắn bạn sẽ khó lòng quên được nơi đây khi đã một lần được ghé thăm con thác xinh đẹp này.